Một người đàn ông đào được trong mộ tổ tiên của mình 300 tấn vàng, vì thế anh ta vội mua hàng chục xe tải lớn, mỗi ngày đều chở vàng về nhà. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, người đàn ông đã xây dựng được đế chế kinh doanh của riêng mình, nhưng dù giàu có như vậy, anh ta vẫn còn độc thân. Để tìm một người bạn đời không vì tiền của mình, anh ta giả làm shipper đi tham gia hội xem mắt. Muốn dùng một trái tim chân thành để tìm tình yêu đích thực cùng nhau sống trọn đời, nào ngờ mấy nữ thí sinh không chỉ chê anh không có xe, không có nhà, không có tiền tiết kiệm, mà còn chê anh là một shipper lương 3.000 tệ một tháng. Trong đó có một nữ thí sinh còn tuyên bố mỗi tháng cô ta mua một bộ quần áo cũng phải tốn 5.000 tệ, số lương ít ỏi của anh ta còn không đủ để nhét kẽ răng. Lúc này cuối cùng cũng có một người không chê điều kiện của anh, nhưng lại mở miệng đòi 200.000 tệ tiền sính lễ để dành cho con trai sau này cưới vợ. Nghe vậy anh vội nói, hiện tại mình không có nhiều tiền như thế, nhưng nếu hai người ở bên nhau, anh vẫn sẽ giúp đỡ phần nào. Nữ thí sinh nghe xong lập tức chửi anh là đồ nghèo, rồi không chút do dự tắt đèn. Thấy đèn trong hội trường chỉ còn lại rất ít, anh không khỏi bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Nhưng đúng lúc này, một nữ thí sinh bỗng lên tiếng, em không quan tâm anh có nhà hay không, em cũng không quan tâm anh có phải là shipper hay không, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, nếu chúng ta ở bên nhau, anh sẽ đối xử tốt với tôi chứ? Đương nhiên rồi, thưa cô, nếu chúng ta ở bên nhau, tôi nhất định sẽ chân thành với cô, tôi có thể thu nhập hàng tháng đều giao cho cô quản lý. Nói nghe hay thế, ai chẳng biết nói những lời ngọt ngào, tôi nói thật đấy. Thưa cô, hai chúng ta, nếu ở bên nhau, cô yên tâm, tôi có gì ăn nấy, nhất định sẽ không để cô đói. Bạn đời chính là nương tựa lẫn nhau, già có người bên cạnh, già rồi, già rồi, già có người bên cạnh. Lão Trần, anh nói hay lắm. Mời nữ khách mời số 4, tự giới thiệu. Chào mọi người, tôi tên Tô Cẩm Tú, năm nay 45 tuổi, là trưởng khoa điều dưỡng tại Bệnh viện Kinh Hải. Lần này tôi đến cũng muốn tìm một người bạn đời, nương tựa lẫn nhau, cùng nhau đi nốt nửa đời còn lại. Tôi thấy anh là người chân thật. Nếu anh cũng thấy tôi không tệ, thì chúng ta hãy đến với nhau. Hôm nay đi đăng ký kết hôn nhé. Người đàn ông nghe xong vui mừng khôn xiết, vì anh ấy đã độc thân 50 năm, giờ cuối cùng cũng tìm được một người bạn đời không vì tiền bạc, vì thế người đàn ông vội vàng đồng ý. Thế là hai người mới quen nhau chưa đầy 10 phút đã nắm tay nhau thành công trong chương trình hẹn hò, thậm chí vừa xuống sân khấu đã đi đăng ký kết hôn luôn. Ngày hôm sau, người đàn ông chạy xe đạp điện đưa cô ấy đến bệnh viện làm việc, nhưng không ngờ cảnh này, bị viện trưởng đi ngang trông thấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây không phải là chủ tịch hội đồng quản trị Trần tổng của bệnh viện mình sao? Sao ông ấy lại đưa Tô Cẩm Tú đến làm việc? Cẩm Tú, em cứ yên tâm đi làm, tối anh qua đón em về nhà. Được, vậy em đi nhé. Đây có phải là vị tổng giám đốc uy nghiêm mà mình từng biết không? Nhưng Cẩm Tú và ông ấy rốt cuộc có quan hệ gì? Cẩm Tú, Vương viện trưởng, xin lỗi ạ, tôi có chút việc nên đến muộn. Thế không phải là đi trễ sao? Ai đi làm mà không đi trễ chứ? Chuyện gì vậy? Bình thường Vương viện trưởng vì một chuyện nhỏ đã nổi giận đùng đùng, hôm nay lại không trách mắng mình. Cẩm Tú, không nói chuyện đi trễ nữa, tôi vừa thấy một người đàn ông đưa cô đến. Là ai vậy? Ý ông là lão Trần à? Ông ấy là chồng tôi, chồng cô, đúng vậy. Trần tổng hóa ra là chồng của Tô Cẩm Tú, không ngờ được. Trần tổng ơi Trần tổng, ông giấu kỹ thật đấy. Lẽ nào đây chính là thú vui đặc biệt của người giàu sao? Trần tổng, ông cứ yên tâm, thú vui của ông và phu nhân để tôi bảo vệ cho. Vương viện trưởng, nếu ông không có việc gì, tôi đi làm việc trước nhé. Này này, Cẩm Tú, thế này, nào, để tôi cầm hộ cô. Không cần đâu, tôi tự làm được. Cẩm Tú, đừng khách sáo với tôi. Bao nhiêu năm nay, cô đã vì bệnh viện chúng ta tận tâm tận lực. Tôi làm viện trưởng này đã sớm nên phục vụ cô rồi. Nào, mời, đừng khách sáo, đi thôi. Tuy nhiên khi người phụ nữ chuẩn bị vào thang máy, cô ấy đã đi ngang qua một nữ bác sĩ trẻ. Không ngờ nữ bác sĩ này chính là con gái của người chồng vừa mới cưới của cô. Hóa ra 15 năm trước, cô bé đã bị bắt cóc. May mắn được người đàn ông đi ngang qua cứu, ông ấy không có con nối dõi nên đã nhận nuôi cô bé. Và cô gái cũng nhờ nỗ lực của bản thân trở thành một bác sĩ trẻ tài năng. Lúc này cô gái vừa ra khỏi cổng bệnh viện đã nhìn thấy cha đến đưa người. Người cha tự hào lấy giấy đăng ký kết hôn ra khoe với con gái. Con gái cũng không ngờ cha mình như cây sắt, cuối cùng đã nở hoa. Khi cô mở giấy đăng ký kết hôn ra, ngạc nhiên phát hiện đối tượng kết hôn của cha lại là trưởng khoa điều dưỡng xinh đẹp và tốt bụng, nên đã lập tức khen ngợi cha có con mắt tinh đời. Nhưng lúc này người đàn ông lại nói với con gái, mẹ ruột của cô hôm nay cuối cùng đã có manh mối, tin rằng không lâu nữa con có thể đoàn tụ với mẹ ruột rồi. Hơn 10 năm rồi, con không còn nhớ mẹ ruột, trông ngoãn ngoãn, đừng buồn.
Ba nhất định sẽ giúp con tìm được mẹ ruột của con. Được rồi, bố đi làm đây. Tương lai, con sẽ kế thừa công ty của bố. Vâng. Đây không phải là ngọc bội của mình sao? Mẹ ơi, đây là gì vậy? Đây là ngọc bội mẹ chuẩn bị cho con đấy. Con nhìn trên đó, còn khắc hai chữ ngoãn ngoãn nữa này. Nào, con một cái, đeo vào. Mẹ một cái. Như vậy ngoãn ngoãn và mẹ sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Tốt quá. Con muốn mãi mãi đeo chiếc ngọc bội này bên mình. Đúng lúc cô con gái định hỏi thêm, người đàn ông vì công ty có việc nên vội vàng rời đi. Đến tối, người đàn ông chạy xe đạp điện đến đón người phụ nữ tan làm, sau đó đưa cô ấy về căn nhà thuê tạm. Người phụ nữ nhìn đồ đạc đơn sơ trong nhà, nhất thời không biết nói gì. Nhưng cô ấy không phải chê anh nghèo, mà là thương anh bao nhiêu năm qua, một mình thật không dễ dàng. Lúc này người đàn ông cũng nhận ra sự khác lạ của người phụ nữ, nên hỏi cô ấy có phải chê điều kiện anh kém không. Nhưng không ngờ những lời người phụ nữ nói tiếp theo khiến anh vô cùng cảm động. Sao em lại chê anh được chứ? Đến tuổi chúng ta rồi, không còn theo đuổi những thứ này nữa. Chỉ cần hai chúng ta có thể sống tốt với nhau là được rồi. Cẩm Tú, em nói hay quá. Chúng ta sống tốt là được. Anh dọn dẹp sạch sẽ ngay đây. Lão Trần, anh đi giao đồ ăn cả ngày, đã rất mệt rồi, để em dọn dẹp cho. Được. Vậy anh đi mua ít đồ ăn. Anh đi đi. Cẩm Tú, người phụ nữ này có vẻ thật sự khác với những người phụ nữ mà trước đây mình từng gặp. Cô ấy không quan tâm mình nghèo, cũng không quan tâm mình không có tiền. Mình thật may mắn có thể gặp được người phụ nữ như vậy. Thư ký Vương, chuẩn bị một thứ. Tôi muốn nói thật với Cẩm Tú về thân phận của tôi. Lão Trần, em đi làm đây. Cơm ở trong nồi, anh nhớ tự ăn nhé. Được. Vợ, hôm nay sao ăn mặc đẹp thế, như tiên nữ vậy? Có phải có chuyện gì tốt sắp xảy ra không? Tuổi đã lớn rồi, còn gì là tiên nữ nữa? Nhưng trong mắt anh, vợ anh chính là tiên nữ. Anh này miệng ngọt thật. Vừa nãy Vương viện trưởng gọi điện cho em, nói rằng ông chủ đứng sau chúng ta, Trần Tổng, sẽ đến thị sát bệnh viện, bảo chúng ta ăn mặc đẹp đẽ một chút để đón tiếp ông ấy. Trần Tổng, đúng vậy, đây là việc lớn. Phải rồi, anh phải đích thân đưa em đi. Không cần đâu, em tự đi tàu điện ngầm là được rồi. Sao có thể thế được? Vợ anh xinh đẹp thế này, làm sao có thể trên tàu điện ngầm được? Đi, lên xe riêng, anh chuẩn bị cho em. Được. Cẩm Tú, em đi làm trước nhé. Anh đi giao đồ ăn đây. Được, anh cố lên. Cố lên. Chú ý an toàn, đi chậm thôi nhé. Cẩm Tú, Lệ Lệ, chị làm em giật mình. Đó là Lão Trần chị nói à?